Nếu quý vị có nhu cầu cần tìm hiểu về những cây đàn piano cơ sản xuất tại Nhật Bản cho con em mình được học tập hay là mua cho chính quý vị chơi, xin mời quý vị hãy liên hệ với Tuấn Lưu Piano. Chúng tôi làm kho đàn, chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về. Chúng tôi vừa bán buôn, bán lẻ. Và khi quý vị mua đàn, chúng tôi sẽ lựa chọn cho quý vị những cây đàn có chất lượng còn tốt nhất. Chúng tôi tự tin với điều đó bởi vì chúng tôi là những người học nhiều năm về đàn piano. Chúng tôi là những thợ kỹ thuật bậc cao, là những chuyên gia về đàn piano cơ đã được các chuyên gia Nhật đào tạo. Chúng tôi không cần phải một bên thứ ba hay và dựa vào một cái tờ giấy nào để nói về chất lượng của từng cây đàn, mà khi cây đàn về Việt Nam, chính chúng tôi sẽ là những người thẩm định, là những người test trực tiếp những cây đàn để chọn ra những cây đàn có chất lượng tốt nhất bán lẻ cho quý vị. Chính vì thế quý vị hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng ở Tuấn Lưu Piano. Quý vị không cần phải nhờ ai đến xem đàn, mà chúng tôi sẽ tư vấn giúp cho quý vị có những nhận định, những hiểu biết về những cây đàn piano cơ được sản xuất tại Nhật Bản, và từ đó giúp cho quý vị đưa ra cái quyết định mua những cây đàn có chất lượng tốt nhất với giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình nhà quý vị định đầu tư. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của Tuấn Lưu Piano. Tuấn Lưu Piano, kho đàn chuyên piano cơ lớn nhất miền Bắc. Không cam kết bán đàn piano cơ giá rẻ nhất, nhưng chúng tôi cam kết bán đàn piano cơ đã qua sử dụng từ Nhật Bản có chất lượng tốt nhất. Hầu hết những cây đàn piano cơ cũ nhập khẩu từ Nhật Bản đều đẹp về hình thức, nhưng sự khác nhau chính là chất lượng âm thanh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chúc quý vị luôn là người tiêu dùng thông minh.